chào chị Nguyễn Lê nha. Cả nhà ơi, taxi về hàng siêu rẻ muốn chết luôn cả nhà ơi nha. Đây là hàng liền, được em đằng này nó rất là xinh luôn. Đó, dáng dài như vậy nha các chị. Hai bạn nhỏ trải đều trên này vải nha các chị. Đó, mặc lên nhìn dáng của mình gọn ha. Mà bao nhiêu các chị? 299.000 đồng, mã số 1497. Tại mình đặt hàng cứu việc không anh theo cú pháp quen thuộc cho em. Mã số 1497 kèm số điện thoại cho em ha. Rồi, giá ngày hôm nay nha cả nhà, 299.000 đồng thôi. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá bao nhiêu các chị ạ? 450.000 đồng thì bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay em giảm giá luôn, chỉ còn có 299.000 đồng à. Thế chắc là bạn sơn tông nha các chị, váy của nó rất là mềm nè, mặt mát nha các chị, co giãn nhẹ những hai chiều, có size từ 40kg cho tới là 68-70kg. Và em nói là em tập 88-90 đổ về, tại em sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Rồi chị Cẩm Tú ok có đơn hàng luôn ạ, chị Lê Nguyên ok một chiếc cho chị 1497 đem ok chị của mình luôn ạ. Đặt hàng các chị mình comment theo chị Khách, hai chị Khách vừa mới comment nha các chị. Mã số 1497 kèm luôn cho có số điện thoại và đừng quên chia sẻ bài livestream này. Tại vì từ 450.000 đồng mà giảm xuống 299.000 đồng, thật sự cái livestream này là livestream rẻ nhất từ trước tới giờ luôn. Đó, em chỉ sale vừa bán vừa tặng trong livestream này thôi nha các chị nào mà mình mới vừa đi đến shop em, đăng liền cho em đằng này về nhà đảm bảo là kiếm được một cái shop hả? Đúng ý hoàn toàn luôn. Đang đứng gần cho mình xem ha. Đường may mũi chỉ xuất sắc nha các chị. Cả nhà đồng hành bên shop em cũng 5-7 năm nay rồi. Về cái phần đường may và về cái phần chất vải cho mình yên tâm. Em giới thiệu cho livestream sao bên ngoài cho em vậy. Tay lỡ ha, mặc thoải mái nha các chị. Đó, che được cái phần bắp tay to. Rồi, cái phần eo này các chị ơi, em có nhấn eo ha, nhìn em của mình nhỏ gọn hơn. Và cái phần chân váy nè, đầm này bầu bì bao khen được cho em 40-68-70kg. Em tối nay em tầm 88-90 độ, em mặc thoải mái, bầu bì bao khen thoải mái cho em luôn. Kèm luôn cả hai túi hai bên, dáng siêu dài luôn nha. Cả nhà nghĩ giúp em, ở đây em đang 1m65 nha các chị. Mà em đầm này phụ luôn cả cái bắp chân em luôn. Thì chị khách nào mà mình cao tầm 1m54-55 dài chấm tới bắp cái chân giùm em ha. Dạ, giá 299.000 đồng chị 62 cái chị mình lấy xa hãy tên là vừa 57kg, ai quên 62kg. Ngày hôm nay bình thường 62kg là size 2XL đúng không các chị? Nhưng mà bây giờ 62kg đầm này size XL là chị vừa rồi. Dạ, mẫu em đang mặc trên người mã số 1497-299.000 đồng chị ơi. Mình nhanh tay đặt hàng em, chỉ có 5 phút xem cho chị mình thôi. Mà bây giờ đã là 2 phút 30 giây trôi qua rồi chị ạ. Chị không bao cho em mã số 1497 kèm số điện thoại chị Vĩnh Phương ok có hơn không ạ? Dạ, đầm này rất mềm, em giao hàng về tới tận nơi. Ngày hôm nay em sale rất là lớn chị, đầm này 450 mà em sẽ kho. Em sale em vừa bán vừa tặng luôn, tại vì đầm mới sắp về rồi các chị. Cái đầm này em đang có cho chị yêu mình được đủ size, nhưng size M em chỉ còn một cái thôi. Đó, từ 40kg cho tới 68-70kg. Và em tới là em tầm 88-90 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Và bây giờ cả nhà đặt hàng chỉ cần comment cho em mã số thôi, 1497. Đó, 1497. Kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn giá với những cái chị 299.000 đồng. Mã sản phẩm 1497. Chị Liễu Ngọc Yến ok có đặt hàng luôn ạ. Chị Cẩm Tú ok chốt cho chị thêm cái rồi em ok chị luôn ạ. Em mua tặng mẹ được chị. Đầm mà sắp em là chuyên thời trang trung niên nha. Và cho quý bà, đầm U35 trở lên mình mặc rất là hợp và rất là sang luôn ha. Và với em đầm này em muốn bon chen cái nha chị yêu ạ. Cái đầm này bon chen nói là cả nhà đặt liền đi. Nó rất là dễ mặc luôn, hai mấy tụi mình mặc cũng được. Mà đầm mà sắp em thì chuyên thời trang trung niên rồi, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy gì đó. Thì mình có thể mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Cái dòng đầm này thì dáng dài thước tha, mình có thể mình đi chơi nè, đi về đi làm đều được nha các chị. Mặc siêu mát, không mát, không lấy tiền gạo mình luôn ha. 49kg mặc size M cho mấy chị. Dạ, em có đúng một màu, đầm nào có một màu thì em chỉ lên về thôi. Đầm nào hai màu thì em vừa với thịt, em một mặc một cái, em vừa cầm một cái cho mình luôn. Nhưng mà cứ yên tâm ha, mỗi mẫu đầm em chỉ về được đúng một màu thôi ạ. Còn một đầm nào hai màu thì em sẽ giới thiệu luôn. Dạ, mẫu em đang mặc trên người mã số 1497. Dạ, 1497 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Chị Vân Trần, chị Diễm Hằng ok chớ là dùng luôn cho chị em ok chị mình luôn. Rồi cả nhà ở tranh thủ giùm em nha, đặt hàng mẫu đầm này cho em xin mã số 1497. Với lại em còn cái ngày sale nữa này các chị, cả nhà chơi xin nha. Thấp hơn, thấp hơn em còn thấp hơn sale. Thấp hơn này mã số của nó là 01 nha các chị. Thì thấp hơn này tại cửa hàng giá của nó là bao nhiêu cả nhà ơi? 150.000. Thắt lưng này tại cửa hàng giá của nó là 150.000 đồng. Và trong bài livestream ngày hôm nay em sẽ sale luôn, chỉ còn có giá bao nhiêu cả nhà, 79.000 đồng thôi ha. Đầm rất đẹp như các chị, mềm mại mặc siêu êm luôn ha. Đó, cả người đặt hàng đầm thì cho em xin mã số 1497. Rồi thắt lưng thì cho em xin mã số là 01 kèm số điện thoại. Chị Phong Trần thêm là chị cho thắt lưng 01 đem ok chị của mình luôn ạ. Chị Ngọc xin ok chốt ạ. Còn chị khác nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đây sớm cho em luôn. Dạ, eo 75 chị của mình lấy size không ha, hay là mình lấy size M cũng vừa rồi chị. Đây em đang mặc trên người size M nè, em 50 cân đó, thì nó cũng
tương đối là nó cũng rộng rãi hơn so với em hồi trước. Thì nếu như mà mình mặc hơi rộng thì dễ lắm có chị về nhà mình bóp nhẹ cái phần eo, hoặc là mình lấy chị mình nhím lại một xíu á là đã vừa rồi. Còn hả chị khác nào á, tại vì thường là đầm áo sát em về cho cả nhà mình á là chỉ size tới 64 kg là eo 84 thôi, nhưng em đầm này em may bông chen cho mình được tới là 70 kg và eo được tới 90 luôn, cho nó sẽ hơi rộng cho mình một chút xíu so với bình thường ha. Rồi các chị mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm, 1497 là mã đầm. Rồi thắt lưng mã số là 01 cho em luôn ha, rất là rẻ cho nhớ đặt hàng nhanh em tư vấn luôn nè. Mã số sản phẩm với số điện thoại đừng quên chia sẻ livestream cho em luôn ạ.